có thể nói dối. Nhưng mà những gì không? Chống cả ngày để chờ anh luôn á. Vậy thôi không thét nha anh, nhưng mà nhớ đừng quên em nha. Chắc có con nào ngon hơn hay gì, quên con này mất tiêu rồi. Còn phục vụ không? Tưởng ai. Chờ chút. Lạ ta, hai ngày nay không thấy buôn bán gì trơn vậy. Phương ơi, Phương, bị tử vong do mất quá nhiều máu vì vết thương đâm xuyên thấu ngực. Phần đầu nạn nhân cũng bị chấn thương sọ não do bị đập nhiều lần vào tường. Vậy hung thủ là do việc gì ra? Nhìn vào vết thương của nạn nhân, tôi đoán nó được gây ra bởi một con dao sắc nhọn. Nạn nhân bị hung thủ đâm từ phía sau lưng. Vết thương xuyên thấu ngực, 90% hung khí là một quân nhập Thái Lan. Hỏi một số thông tin về nạn nhân Nguyễn Thị Phương, mong anh hợp tác với cơ quan điều tra. Dạ, anh cứ hỏi. Tôi đã cho rà soát kỹ toàn bộ tư trang, bao gồm dòng vàng, điện thoại, tiền của nạn nhân đều bị lấy đi. Nhìn hiện trường và cách thức gây án, tôi nghĩ đây đơn thuần là vụ cướp của giết người. Nhưng chúng ta không tìm ra vật chứng cũng như hung khí gây án tại hiện trường. Tôi nghĩ hung thủ có thể lên kế hoạch từ trước. Đúng vậy, vết đâm sau lưng của nạn nhân làm tổn phổi. Tôi nghĩ hung thủ tấn công một cách bất ngờ. Theo thông tin tôi thu thập được, nạn nhân tên là Nguyễn Thị Phương, 35 tuổi, quê ở Vĩnh Long. Nạn nhân đến xã Nhị Quý, huyện Cai Lậy thuê nhà để mở quán cà phê Đèn Mờ được 2 năm. Nạn nhân sống một mình, không chồng con và cũng ít qua lại với hàng xóm. Với đặc thù là quán cà phê Đèn Mờ, có mối quan hệ rất là phức tạp. Cậu đã tiến hành sàng lọc các đối tượng và cũng là khách quen thường lui tới quán chưa? Tôi đã làm ngay từ hôm qua. Ngoài đối tượng xuất hiện tại hiện trường gây án ngày hôm đó là Trần Bá Thắng, tôi đã xác định được 2 đối tượng khả nghi khác là Huỳnh Văn Phú và Nguyễn Văn Văn, là 2 đối tượng thường xuyên tới quán của nạn nhân.
Khoan, nhanh đi. Khoan, còn sớm quá trời. Thôi, từ từ đi. Nhanh đi mà. Nhưng mà hôm nay có trả không nha? Hay là lại ghi nợ? Anh mới trúng được kèo thơm, anh sẽ trả đủ. Mà còn bo cho em nếu em biết chiều anh. Biến nhà mày. Tao không phải là để thứ cho mày ăn chùa. Ây da. Thì nợ lần này thôi con trả nhiều đâu. Con làm dữ vậy? Hỏi đến nhiều với tao. Tao mở cái quán này tồn tại tới bây giờ thì tao không phải là thứ để dễ bắt hàng, mày hiểu chưa? Cút. Má lắm. Nay ngày gì vậy trời? Ngày đẹp. Chị mượn điện thoại gọi cho em bé nha. Điện thoại anh hết tiền rồi. Thanh niên cứng mà hết tiền điện thoại. Xong lúc vơi lúc đầy. Người phải lúc này lúc khác chứ. Ủa mà gọi trong chiến hả? Dạo này ít thấy nó ghé quá. Bộ quan anh chưa đủ hay sao? Muốn nuốt luôn em vậy? Tham cũng vừa vừa thôi chứ. Thì ai có nhu cầu thì mình chịu thôi. Thôi gọi lẹ lẹ đi ba. Ê! Giận hả? Nó giận á. Làm sao ghé nữa nha. Thôi, tôi giận rồi. Mà nếu cho mượn ít vàng trên người đi làm ăn á, hết giận, lần sau ghé nữa. Theo báo cáo bên pháp y, thời gian nạn nhân tử vong vào khoảng 48 giờ, tức là khoảng 2 ngày trước khi chúng ta phát hiện xác. Cậu hãy theo dõi các đối tượng trên dựa theo cột mốc thời gian này. Rõ, tôi xin phép. Thua hoài. Anh Thắng, anh tìm tôi có việc gì? Không có gì nghiêm trọng đâu. Tôi muốn hỏi anh, khoảng thời gian ngày 21 tháng 7, anh làm gì, ở đâu? Lúc đó tôi ở Mỹ Tho, tôi chơi với mấy người bạn. Tới ngày 23 tôi mới về. Tôi ghé quán của Phương để tính uống nước. Thì tôi biết Phương bị giết chết. Anh có chắc chắn vào khoảng thời gian đó chứ? Tôi chắc chắn mà. Lúc đó là 21 giờ Phương có điện cho tôi, rủ ra quán chơi. Nhưng mà tôi sao tôi không có về được. Có bạn tôi làm chứng á, anh hỏi họ đi. Được rồi, chúng tôi sẽ xác minh. Cảm ơn anh. Đúng là tôi có ở lại quán của Phương ngày hôm đó. Nhưng tới 3 giờ chiều tôi phải chạy về. Vì khách quen kêu tôi chở ra bến xe. Khi nào thì anh xong cái cuộc xe đó và sau đó thì anh làm gì? Khoảng 5 giờ chiều tôi xong. Tôi có lại bắt khách và chơi bài với đám bạn. Tới sáng 22/7 tôi mới chạy về. Chúng tôi sẽ nhanh chóng xác minh cái thông tin này. Và trong cái khoảng thời gian đó thì anh sẽ bị triệu tập lên cơ quan bất cứ lúc nào. Triệu tập. Ôi, Chiến. Mày đâu vậy? Ủa anh hai. Em đang có chuyện em đi trước. Anh hai nhớ giữ bí mật giùm em nha. Alo. Mày mua điện thoại không? Ừ. Còn mới. À, tao khuyến mãi cho mày cái sim mới luôn. Trong đó còn nhiều tiền lắm. Vậy tao chờ chỗ cũ nha. Mày làm gì lâu dữ ta? Làm gì lâu vậy? Lâu hả mày? Hàng mới cancel luôn á. Này của mày hả? Khùng quá. Cũng của tao chứ quay. Sao mua được không? Thôi nè, chở mày nè. Tiền mày đặt. Nè, cô chị ai để đắt á? Tôi tức quá nên ra tay sát hại cô ta. Chị ai để đắt? Chị ai để đi? Chị ai để đi?
Lời khai của Phan rõ ràng có mâu thuẫn. Ngay cả cách thức sát hại nạn nhân, đối tượng này cũng miêu tả không chính xác. Tôi có cảm giác đối tượng này cố tình nhận tội thay cho ai đó. Tôi nghĩ rằng chỉ có thể là kẻ đó. Là kẻ nào? Là em trai hắn. Đối tượng tên là Chiến. Đối tượng này nằm trong danh sách là những khách thường lui tới quán của nạn nhân. Không những vậy, kiểm tra thông tin về nhân thân của Phan, tôi còn tìm được một điểm rất khả nghi từ Chiến. Là mày. Đó. Có tài không? Trời ơi, có tiền, không có tiền. Mày giấu mặt đâu hả? Nó nhỏ nhẹ không nghe. Để. Đợi muốn lấy miếng quyết. Để. Chịu nghe hả? Để. Em cần nghe. Mày còn bếp xếp nữa là công an. Có gì đâu nha mày. Tôi hỏi lại một lần nữa, anh có phải là hung thủ thực sự sát hại chị Phương hay không? Dạ là chính tôi. Vậy anh giết cô ấy bằng cách nào? Tôi đã khai rồi, là tôi bóp cổ cô ta cho tới chết. Theo kết quả khám nghiệm pháp y, nạn nhân bị đâm đập đầu cho đến chết. Anh có thể nhận tội thay cho người khác, nhưng bằng chứng thì không biết nói dối. Chúng tôi xác minh được em trai anh chính là người đổi chiếc điện thoại của chị Phương với anh. Và cũng có người thấy được Chiến chính là người sau cùng rời khỏi hiện trường nơi án mạng xảy ra. Nếu anh không thành khẩn mà cố tình bao che cho em trai của mình thì cả hai sẽ không được thoát tội. Chúng tôi muốn biết Chiến đang ở đâu. Nó trốn ở trong nhà quan gần mé lộ. Xin mấy anh đừng bắt nó. Nó còn nhỏ dại. Tất cả là do tôi. Tôi là anh mà không biết dạy em. Tôi xin mấy anh đừng bắt nó. Tội nghiệp nó lắm. Tôi xin mấy anh tha cho nó nha. Với chuyện này chứng cứ, anh còn gì để chối tội? Phải, chính tôi là người đã ra tay giết chết con Điếm đó. Vậy sao anh trai của anh lại nhận tội thay? Có phải vì anh lo sợ cho nên muốn đẩy tội giết người cho anh trai của mình? Không phải, là do ông tự nhận. Tôi làm thì tôi chịu.
lâu sao nay điên mệnh? Không bệnh rồi. Với lại đi một mình dễ xử hơn. Bạn nay có tiền không? Hay ghi nợ? Yên tâm. À, từ từ. Thay đồ cái đã. Khỏi thay. Đi chơi với bạn gái nên tôi đã lên kế hoạch này. Chỉ có như vậy thôi sao? Phải. Anh coi mạng người như cỏ rác. Anh có còn là con người hay không? Anh mất hết nhân tính rồi sao?